Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Năm thứ 9 đời Sê-đê-kia, ngày mùng 1 tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo quân người đến hãm đánh Jerusalem. Người hạ trại trước thành và đắp lũy vây chung quanh thành. Sự vây thành lâu dài cho đến năm thứ 11 đời Sê-đê-kia. Ngày mùng 9 tháng 4, có sự đói kém lớn trong thành, dân sự không có bánh. Bây giờ, quân canh đê làm lũng một lỗ nơi vách tường thành. Đoạn hết thảy quân lính đang ban đêm đều chạy trốn bởi cửa ở giữa hai vách thành gần vườn vua. Đang khi quân canh đê vây thành, thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng. Đạo quân canh đê bèn đuổi theo vua và theo kịp người tại trong đồng bằng Jericho. Cả cơ binh người đều tản lạc và bỏ người. Quân canh đê bắt vua, dẫn đến vua Babylon ở Ripla. Tại đó, chúng nó xét đoán người. Chúng nó giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt người. Đoạn, chúng nó móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Ngày mồng 7 tháng 5, năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar vua Babylon, quan thị vệ Nebuzaradan, tôi tớ của vua Babylon đến Jerusalem. Người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua và mọi nhà trong thành Jerusalem, thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. Đoạn, đạo quân canh đê vâng lệnh quan thị vệ phá đổ vách thành chung quanh Jerusalem. Quan thị vệ Nebuzaradan bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu vua Babylon và đám dân còn lại khác mà dẫn đi làm phu tù. Quan thị vệ chỉ chừa lại trong xứ những người nghèo khổ hơn hết, đặng trồng nho và làm ruộng. Quân canh đê đập bể những trụ đồng, tán đồng và cái biển bằng đồng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, rồi đem đồng ấy về Babylon. Chúng nó cũng đem đi những nồi đồng, vá, dao, chén và hết thảy những khí dụng bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. Lại quan thị vệ ấy đem đi những lư hương, chậu và các vật bằng vàng, bạc. Còn hai cây trụ, cái biển đồng và các miếng tán mà Salomon đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va thì không thể cân được đồng của các vật ấy. Mỗi cây trụ có 18 thước bề cao, trên trụ có đầu đồng 3 thước bề cao, có bao quanh lưới và trái lựu cũng bằng đồng. Cây thứ nhì trang sức lưới giống như cây trước. Quan thị vệ bắt thầy tế lễ thượng phẩm Seraya, thầy phó tế lễ Sophoni và ba người canh giữ cửa đền thờ. Lại bắt trong thành một hoạn quan coi các chiến sĩ, 5 người trong các cận thần vua, thơ ký của quan tổng binh lo chiêu mộ binh lính của xứ, luôn với 60 người của xứ cũng ở trong thành. Quan thị vệ Nebuzaradan bắt dẫn hết thảy những người ấy đến vua Babylon tại Ripla. Vua Babylon khiến giết chúng nó tại Ripla trong xứ Hamat. Như vậy, dân Juda bị bắt đem đi khỏi xứ mình. Còn về dân sự mà Nebuchadnezzar đã chừa lại trong xứ Juda, thì vua Babylon đặt Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan làm quan tổng đốc. Khi các quan tướng, tức là Ismael, con trai Nethania, Johanan, con trai Kareat, Seraya, con trai Tanhumet ở Netophat và Yaasania, con trai của Makathit và những quân lính họ đều hay rằng vua Babylon đã đặt Gedalia làm quan tổng đốc, thì họ bèn đi đến người tại Mít-ba. Gedalia thề với chúng và với quân lính của chúng rằng: chớ sợ những tôi tớ của canh đê, hãy ở trong xứ thần phục vua Babylon thì các ngươi sẽ được bình an. Nhưng tháng 7, Ismael, con trai Nethania, cháu Elishama về dòng dõi vua
đến tại Mít-ba, có 10 người đi theo, đánh Gedalia và giết người luôn với người Giu-đa và người Canh-đê ở với người. Cả dân sự, từ nhỏ đến lớn và những quan tướng bèn trỗi dậy, đi đến xứ Ê-díp-tô bởi vì sợ người Canh-đê báo thù. Năm thứ 37, từ khi Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa phải giam, ngày 27 tháng 12, Ê-vin-mê-rô-đác vua Babylon năm đầu tức vị, tha cho Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa ra khỏi ngục. Người nói với Giê-hô-gia-kin lời hòa nhã và đặt ngôi người cao hơn ngôi các vua đồng với người tại Babylon. Người biểu lột áo tù của Giê-hô-gia-kin và cho người ăn đồng bàn với mình trọn đời người. Lại trọn đời người, vua hằng ngày lo phù cấp lương thực cho người. Chương 10. Trong thành Cesare có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cornei. Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê, mời Si-môn nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ. Người hiện trọ nơi Si-môn là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì Cornei gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ 6, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Si-môn tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây là người các ngươi đương tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cornei là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau đến thành Cesare. Cornei với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì Cornei ra rước, phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cornei, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: Người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm
thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy, ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Cọt Ni trả lời rằng, đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đứng ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng, hỡi Cọt Ni, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Simon là Phi-e-rơ đến đây, người đương ở tại nhà Simon thợ thuộc gia, gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ, thay thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng, quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai. Nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel, khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê, rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau dân đã giảng ra phép báp têm, thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại, Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Chương 11. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Giê-ru-sa-lem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người rằng, ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng, ta đứng cầu nguyện trong thành Giô-bê. Lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thế có vật gì giống như cái khăn lớn níu bốn chéo lên từ trên trời sa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng, hỡi Phi-e-rơ, hãy chờ dậy giết thịt và ăn. Ta thưa rằng, lạy Chúa, chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi dơ dáy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng, chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn thay thải đều thâu lại lên trời. Kìa, cũng một lúc đó, ba người ở thành Cesare chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà Cọt Ni. Người này thuật lại cho ta thế nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng, hãy sai tới thành Giô-bê mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng, Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.
Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jesus Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Siren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Grec nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sao-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cretian. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bèn định mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Chương 12. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng: "Hãy mau chờ dậy." Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó, thiên sứ nói rằng: "Hãy nịt lưng và mang dép vào đi." Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: "Hãy mặc áo ngoài và theo ta." Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đằng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: "Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi." Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rô-đơ đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng mày sáng, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu, biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó người bước ra sang nơi khác. Đến sáng trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người nhưng tìm chẳng được, bèn tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết.
đoạn, người từ xứ Giu-đê xuống thành Cesare ở lại tại đó. Và vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Balatut rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sao-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác. Chương 13. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Ba-na-ba, Simeon gọi là Ni-dê, Lucius người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod, cùng Sao-lơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Vậy Sao-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa, cũng có Giăng cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giu-đa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Se-yút-pha-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sao-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ, Sao-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng, hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người. Người xây quanh bốn phía, tìm kẻ để dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-dê trong xứ Pam-phi-li. Nhưng giăng lìa hai người trở về thành Jerusalem. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt-dê, cứ đi đường đến thành Antioch xứ Pisidi, rồi nhằm ngày Sa-bát vào trong nhà hội mà ngồi. Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng, hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi. Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu rồi nói rằng, hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ai Cập, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ước chừng 40 năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng. Lại khi đã phá bảy dân trong xứ Canaan, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó độ trong 450 năm. Kế đó, Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Samuel. Bây giờ, dân đó xin một vị vua, nên Đức Chúa Trời ban Sao-lơ, con của Ki-sơ về chi phái Benjamin, trị họ trong 40 năm. Đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua mà làm chứng về người rằng, ta đã tìm thấy David, con của Giê-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giê-xu. Trước khi Đức Chúa Giê-xu chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Giăng đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng, ta chẳng phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có đấng đến sau ta chẳng xứng đáng mở dây dài ngài.
Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giêsu này, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mã. Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo Ngài từ xứ Galilê lên thành Jerusalem đã được thấy Ngài lâu ngày và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giêsu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Và vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em. Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng: Hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đại Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới xây qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. Nhưng các người Giu-đa xúi dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Thi Thiên 125. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy từ dài cho đến đời đời. Vì cây gậy cả ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng. Còn về những kẻ trở đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Nguyện bình an giáng trên Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết
Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài? Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.